Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Tâm khẳng định lúc nào cũng tốt hơn. Phần 1 của 2 phần trên giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 7 tháng 7 năm 2013 tại Pháp. Tôi đang cố tìm xem có điểm kết nối thiêng liêng nào không, như là thậm chí trước khi câu hỏi, tôi đã cố tìm xung quanh đây xem có điểm kết nối nào với chỉnh hướng thực phẩm hay không, nhưng không thấy. Tìm được một điểm kết nối đâu phải dễ, hiểu không? Dạ, phải tập trung thật lâu. Nếu bận thì không thể lúc nào cũng tập trung được, chạy từ phòng này sang phòng khác thì không thể tập trung được. Nếu ánh đèn, máy quay này kia cứ chiếu vào mặt thì không thể tập trung. Tôi không quên dễ dàng vậy, đầu óc sẽ không quên. Tôi chưa tìm được chỉnh hướng dinh dưỡng. Loại này có lẽ ở cảnh giới cao hơn, nhưng tôi chưa tìm thấy cái nào ở cảnh giới cao, dù trước đây có tìm thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng đẳng cấp không cao, bởi vì loại này không cần lực lượng của đẳng cấp cao. Dạ, có điều ở đây tôi không thấy. Nếu thấy tôi sẽ ráng hạ xuống tới đó, nhưng không tìm được, hiểu không? Mỗi khi đến chỗ nào mới, tôi đều ráng tìm điểm kết nối, nhưng cần chút thời gian. Bởi vì nếu ở nơi nào lâu thì tôi biết mọi ngõ ngách nơi đó. Nhưng nếu chỗ mới, ngay cả chỗ này cũng mới đối với tôi. Một năm rồi tôi chưa đến đây, trước đó cũng không cố tìm điểm kết nối. Cho nên bây giờ tôi ráng tìm. Không phải dễ khi đầu óc bận rộn, khi không phải trong trạng thái bế quan, hiểu ý tôi không? Dạ. Đồng thời, đây là chỗ mới nên tôi phải tập trung cao độ để tìm điểm kết nối ở đâu. Ý nói điểm kết nối là vô hình, lại được bảo vệ kỹ càng, cho nên ngay cả tôi, nếu muốn tìm cũng phải tập trung. Nhất là khi mình muốn cái đặc biệt nào đó, chứ không phải cái gì cũng được. Nhưng vì tôi đã rời khỏi nơi đó rồi, nếu muốn trở lại đó, phải mất khoảng 12 tiếng lái xe, cùng với chó, văn kiện, đủ thứ. Khi du hành, tôi cần nhiều thứ, không chỉ riêng quần áo. Quần áo tối đa chỉ một, hai bộ, nhưng nhiều thứ vì chó cần rất nhiều thứ. Chó cần được thoải mái trong xe vì họ ngồi ở băng ghế sau. Chúng tôi phải chuẩn bị xe cộ thoải mái, nới chỗ ngồi rộng ra, để cả ba chú chó nằm được trên mỗi cái giường. Một cái giường đã lớn mà ba cái giường, rồi đồ ăn, thuốc men cho chó, thuốc chống côn trùng này kia, đủ thứ. Rồi nhiều tấm trải giường để thay ga giường cho chó. Mỗi tuần hay 10 ngày là phải thay ga giường cho chó. Còn sạch cũng vẫn thay, dù chó vào nhà sạch sẽ nhưng vẫn thay. Rồi đủ thứ cho chó, nào là xương chay. Vì đến chỗ mới, không biết họ có bán xương chay ở đó không, có dễ kiếm không. Nên mỗi lần đi đâu, giống như là dọn nhà vậy. Còn tôi thì không có gì hết. Thường thì tôi mặc một bộ, rồi mang thêm một bộ nếu mang được. Hầu hết là quá bận rộn chăm lo cho chó, thu xếp đồ đạc cho chúng, thành ra quá bận đến nỗi không nhớ gì cho mình nữa. Đôi khi quên bàn chải đánh răng, lược này kia, mấy ngày không có dùng, cho tới khi tìm được chỗ mua. Cho nên mấy điều cô hỏi tôi không đơn giản đâu nhé. Dạ, xin lỗi sư phụ, con không biết. Không, không sao. Ý nói nếu tìm được thì tôi sẽ tìm. Bởi vì mỗi nơi chốn ngõ ngách trên địa cầu đều có những điểm kết nối khác nhau. Có cái cao hơn, có cái thấp hơn, có cái cho hòa bình, có cái cho tình thương, có cái cho chỉnh hướng thực phẩm, có cái cho việc chữa lành bệnh. Không phải lúc nào cũng ở cùng một chỗ. Xin lỗi, nhưng nó là vậy. Thưa sư phụ, con tưởng ngài tìm nó ở bên trong về tâm linh. Đúng, đúng, dĩ nhiên. Con không biết đó là hữu hình. Đúng, tôi phải tìm bên trong trước. Phải tìm bên trong trước đã, rồi mới biết chỗ để mà đến, hiểu không? Thậm chí ở trong nhà, đôi khi tôi phải treo mình lên trần nhà. Không lủng lẳng trên trần được thì tôi phải treo võng lên trần nhà, rồi leo lên võng bằng thang, cầu thang hoặc bằng ghế. Đôi khi ngồi lâu quá, tôi có thể bị lật. Thế là ghế ngã xuống rồi không biết làm sao để đi xuống. Tôi phải gọi điện thoại. Xin đến giúp tôi.
Nhưng đôi khi khóa cửa, người đó không vào được. Tôi phải trượt từ từ bám vào sợi dây. Cuối cùng cũng xuống được, cũng sống sót. Dĩ nhiên khi điểm kết nối được sắp đặt ở chỗ đó, lúc đó không có nhà vệ sinh ở đó, không có nhà cửa. Rồi mấy ngàn năm sau, một căn nhà xuất hiện ngay chỗ đó thì cũng rất tốt. Bởi vì đa số trong căn nhà đó đã có sẵn đủ mọi thứ điểm kết nối rồi. Thật sự như vậy đó. Thậm chí không ai hiểu được điều đó. Bây giờ kể quý vị nghe thôi, chứ tôi cũng không mong gì quý vị tin tôi. Nó như vậy đó, hiểu không? Đôi khi còn phải ngồi giữa hồ bơi. Nếu có nhà nào có hồ bơi như vậy, nếu giữa hồ có điểm kết nối thì tôi sẽ ngồi ở giữa hồ. Như vậy đó. Khi nào tìm thấy gì là tôi đến đó ngồi. Đôi khi điểm đó ở ngoài vườn mà không có gì hết, thì tôi phải ngồi đó hoặc dựng lều rồi ngồi ngay tại đó. Nhưng nếu điểm đó cao quá thì không làm như vậy được. Tôi phải tìm cách như là treo võng hoặc tìm cách để mắc võng. Có điều là bây giờ kể quý vị nghe, chứ hầu hết là tôi làm rất bí mật. Giờ thì đã xong rồi, nên mới kể cho quý vị biết. Tôi không muốn giải thích. Chỉ muốn giữ tất cả bên trong, phải giấu. Chỉ nói là tôi đi ngủ, hoặc đừng vào cửa trước, hoặc đừng vô sân trước, hoặc đừng tới sân bên hông nhà, hoặc đừng tới căn nhà lưu động. Tương tự vậy, hiểu không? Đôi khi mùa đông, ở trong lều rất lạnh. Dạ. Trời ơi, hôm nay tôi đâu có ý định kể cho quý vị nghe. Tưởng là đến thiền. Chỉ là tự nhiên thôi, như vậy tốt hơn. Tôi không thích bị ép buộc, như vậy nói chuyện không hay. Chỉ tự nhiên. Tự nhiên thì tốt hơn, phải không? Cái gì cũng vậy. Quý vị cũng đâu thích bị ép buộc làm gì, phải không? Dạ. Tôi muốn nói là tôi vẫn đang tìm điểm chỉnh hướng thực phẩm. Vẫn chưa tìm được. Nhưng hiện có một số tin vui về ăn chay và thuần chay này kia. Hồi chiều tôi vừa mới tính xong thì khám phá ra là chúng ta có, kể quý vị nghe nhé. Dạ, có 18% số người trên thế giới hiện ăn thuần chay. 18 nhé. Và 26,5% ăn chay. 5% sống bằng không khí, hoặc khí lực, hoặc năng lượng mặt trời, và người sống bằng nước. Dạ, tất cả cộng lại với nhau, hiểu không? 5%. Vậy tổng cộng có 49,5%. Những người mà chúng ta gọi là không ăn thịt. Hôm qua tôi nói rồi, khoảng 50%, nhớ không? Tôi nghĩ có lẽ mình nói sai, nên chiều nay tôi tính lại. Đúng là 49,5%. Khoảng 50% nhé. Dạ. Rồi ngoài ra, còn có 16,3% dân số bị buộc phải ăn chay hoặc thuần chay vì họ nghèo, không có thịt ăn. Dù là ăn chay bất đắc dĩ nhưng cũng có ít, hiểu không? Dạ. Tổng cộng lại, mình có người ăn chay bất đắc dĩ, người sống bằng không khí, ăn thuần chay, sống bằng nước, bằng mặt trời. Tổng cộng có 65,8% người ăn chay. Tôi không gọi là thuần chay vì tỷ lệ này bao gồm cả thuần chay, trường chay, sống bằng không khí, đủ loại, vậy cũng không đến nỗi nào. Dạ. 65,8% đấy nhé. Dạ, vậy tốt quá. Và bây giờ hơn thế nữa. Đừng quên là mình có 19,5 tỷ bạn thú ăn chay. Dĩ nhiên, có rất nhiều thú hoang ăn chay. 19,5 tỷ bạn thú ăn chay hoặc kể cả thuần chay. Tôi nói ăn chay cho tổng quát hơn. Tổng cộng, mình có 155,9% chúng sinh ăn chay trên thế giới này. Nhờ có loài vật ăn chay mà chúng ta mới được quân bình hơn. Thật kỳ diệu, chứ nếu tính riêng loài người thì chỉ có 65,8% thôi. Còn hơn là không có gì hết. Vậy là nhiều lắm, sư phụ. Nhiều chứ hả? Dạ, đã nói rồi. Vậy đó là tin vui, phải không? Dạ, tin rất vui. Rất vui, sư phụ.
Bởi vì có tới 19,5 tỷ bạn thú ăn chay, cho nên chúng ta có 90,1% bạn thú ăn chay. Do đó, tổng cộng, nếu cộng cư dân loài người và cư dân loài vật, thì tỷ lệ ăn chay là 155,9%. Chà, tốt hả? Tuyệt diệu, cảm ơn sư phụ. Ồ, đâu có, sao lại cảm ơn tôi? Thực tế là vậy đó. Sao? Nhờ sư phụ làm việc cực nhọc. Dĩ nhiên làm gì được thì tôi làm. Tôi không gọi thiền là cực nhọc, chỉ khó đạt kết quả thôi. Để đạt được điều đó, sư phụ cũng phải chịu đựng mọi thứ khác nữa. Ờ, dĩ nhiên tôi phải chịu đựng mọi thứ. Sao biết hết vậy? Tôi nghĩ đó là cái giá phải trả, biết làm sao được. Nghe này, như vậy là mình không đến nỗi nào nhé. Dạ, không đến nỗi quá tệ. Mặc dù vẫn còn có người ăn thịt, nhưng họ chỉ chiếm 34% thôi. Dạ, ý nói là loài người chúng ta chiếm 65,8% rồi, vậy là hơn 50%. Không phải con người bị buộc phải ăn chay, nhưng họ ở trong hoàn cảnh. Có lẽ chỉ là nông dân, không có thú vật ở đó, lại nghèo nữa, nên chỉ ăn rau củ thôi. Họ không biết gì khác, thế thôi. Họ vui lòng với điều đó, nên không giống như bị ép buộc. Chỉ có điều họ không biết, ăn chay có lợi như thế nào. Người ta nói dân châu Phi nghèo khó, nhưng tôi thấy họ rất cao lớn, khỏe mạnh, răng trắng bóc như đèn neon. Khi họ cười, mình cảm thấy muốn che bớt mắt lại. Nên tôi cũng không biết người nghèo tốt hơn hay người giàu tốt hơn nữa. Tôi thấy người giàu, ai cũng đi bệnh viện hoài. Tất cả nước giàu đều có nhiều bệnh viện hơn các nước nghèo. Không đúng sao? Dạ đúng, phải. Thành ra tất cả quan niệm này cần phải thay đổi. Người giàu phải biết rằng, có tiền không có nghĩa là phải ăn thịt, làm hại mình bằng thuốc lá, ma túy, rượu này kia, mấy thứ này không tốt. Mà còn tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với chính mình. Khi say sưa, người ta đánh đập thân nhân, kể cả người thân trong gia đình, và hành hạ thân thể mình cho đến khi bị bệnh, tàn tật rồi chết trong đau đớn. Thành ra, đó không phải là hay, mà là tàn nhẫn, chẳng hạn như vậy. Bây giờ quý vị vui rồi hả? Dạ vui. Cảm ơn sư phụ. Tin đó thật là vui. Tin vui ha? Dạ vâng. À, cộng với tất cả, hôm qua quý vị báo cáo rằng, ngay cả giới chức cao cấp của chính phủ Anh cũng khích lệ người dân ăn chay nhiều hơn. Ông Ban Ki-moon cũng khuyên dân bớt ăn thịt lại, nhớ không? Dạ. Rồi Liên Hiệp Quốc nữa, nhiều viên chức cao cấp tại Liên Hiệp Quốc cũng công khai khuyên người ta như vậy, họ cũng khích lệ dân chúng khắp nơi. Có điều nhiều người không nghe, vì họ được chọn lựa nên họ hư, quá nhiều thú vật bị giết thịt. Họ phải mua. Không có thịt thì đâu có ai mua, phải không? Giàu nghèo gì, không mua được là không mua được. Cho nên tôi nghĩ, nếu chính phủ đóng cửa tất cả các lò sát sanh, dân chúng sẽ tự động ăn chay. Người ta sẽ tìm cách chế biến thêm những thực phẩm chay thơm ngon. Ngày nay, họ làm được phô mát thuần chay rất ngon, phải không? Quý vị có nghĩ vậy không? Bây giờ Lê Vinh Hết làm bánh phô mát thuần chay rất ngon. Quý vị biết mà, phải không? Dạ biết sư phụ. Nếu muốn thì quý vị có thể đến Lê Vinh Hết ăn. Chúng con thích ngồi đây với ngài hơn. Tôi biết. Nhưng ban ngày thỉnh thoảng tôi không có đó hoặc tôi không ra gặp. Cho dù sư phụ không ở đây, tôi luôn ở đây. Có điều là không phải lúc nào cũng ra gặp quý vị. Được ở đây là một đặc ân, thưa sư phụ. Tốt. Dù ngài không gặp chúng con, nhưng chúng con được ở trong nhà ngài vẫn là đặc ân cho chúng con khi sư phụ hiện diện ở đây tốt hơn vì quý vị không có nhiều thời giờ. Dạ đúng vậy. Quý vị không thường đến đây, nên khi đến đây thì tập trung nhiều hơn vào thiền định, thế thôi. Nếu họ bảo quý vị đến bế quan, đừng đi lang bang thì cũng đúng. Nhưng đó là lúc bình thường khi thời gian giới hạn như là 7 ngày, quý vị không thể đi ra đi vô, hiểu không? Nhưng kỳ này mọi người đi đi đến đến nên không sao. Nếu quý vị muốn nhé, dạ, nếu muốn thôi, con mới đến đây lần đầu tiên, con thấy tuyệt vời quá. Có tuyệt vời không? Dạ, tuyệt vời. Lần đầu tiên, con đến dự bế quan. Vậy à, trước đây con không có khái niệm gì về điều này. Cô có thích không? Dạ, dĩ nhiên là thích. Được, vậy thì ở lại. Con vui lắm, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Tôi cũng vậy, tôi cũng vui. Bởi vậy mà tôi muốn mọi việc hoàn hảo cho quý vị. Vì tôi vô cùng thương quý vị. Tôi biết khó cho quý vị từ xa xôi đến đây. Phải sắp xếp công việc, phải nghỉ làm.
đôi khi không dễ. Quý vị có chồng con đủ thứ việc ở nhà. Vì vậy, tôi muốn mọi điều tốt đẹp cho quý vị. Thấy quý vị vui, tôi cũng vui, hiểu không? Tất cả những thứ này quý vị có thể lấy. Mỗi người một cái nếu được. Để trong phòng ăn, chánh điện, rồi trộn với mấy thứ khác. Sau đó, khi nào đi ra thì họ lấy. Mỗi người lấy một, hai cái thôi nhé. Dạ, dạ, không có nhiều. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Tối như thế này mà thảy kẹo thì chắc quý vị sẽ nhặt sỏi. Quý vị sẽ ăn sỏi rồi nghĩ, kẹo gì mà... Sư phụ hài hước quá. Quý vị ngồi trên sỏi, mà viên kẹo thì cũng lớn cỡ đó. Trời, tối đen, nếu tôi thảy kẹo ở đây, quý vị sẽ nhặt sỏi thay vì kẹo. Không đùa đâu, thật đó. Được rồi, chúng ta cùng thiền một chút nhé. Dạ. Tâm mình khẳng định thì lúc nào cũng tốt hơn. Có hai đồng tu kia, người mẹ và con trai. Họ sống ở Cộng hòa Tiệp Khắc. Họ mở một tiệm Loving Heart. Mới đầu không phải Loving Heart, nhưng sau đó trở thành Loving Heart, dĩ nhiên là tiệm chay. Sau đó họ mở thêm một tiệm nữa, rồi thêm tiệm nữa, rồi thêm hai tiệm nữa sắp khai trương. Họ đi tới đâu ai cũng thích, rồi yêu cầu họ đến thương xá này mở thêm tiệm thuần chay nữa, và đến tòa nhà kia mở thêm tiệm thuần chay nữa, thậm chí chính phủ cũng yêu cầu họ đến. Mở thêm tiệm Loving Heart cho chính phủ, chỗ nào cũng yêu cầu họ bận quá, đâu làm hết nổi. Lúc nào cũng phải huấn luyện nhân viên mới, đầu bếp mới. Ở tiệm không có nhiều đồng tu, chỉ có hai mẹ con thôi mà chinh phục được cả quốc gia. Người mẹ lúc nào cũng rất lạc quan, nói, sư phụ ơi, chúng con kiếm nhiều tiền lắm, mỗi tháng được 50 Âu Kim. Rồi họ để dành tiền mở thêm tiệm khác, hoặc để dành tiền cho người nghèo, hay làm gì đó. Chỉ có hai mẹ con thôi, mà bây giờ họ đã có 4 tiệm ăn thuần chay, sắp có tới 6 tiệm. Lúc nào họ cũng khẳng định, nên họ đi đâu người ta cũng thích, muốn họ mở thêm. Có điều không làm nổi, quá nhiều công việc. Nhưng lúc nào họ cũng rất rất là khẳng định, nên họ thành công mỹ mãn. Vì họ luôn luôn lạc quan, cho dù nói chuyện gì hay đi đâu, cô ta đều nói với tôi bằng thái độ khẳng định. Thế nên không có gì lạ khi cô ta thành công. Khi người ta thích hai mẹ con họ, tôi chưa từng nghe cô ta nói phủ định về bất kỳ điều gì, đặc biệt là về công việc và tu hành. Lúc nào cũng tin tưởng lực lượng minh sư, luôn tin tưởng mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp, và đúng là tốt thật. Chính phủ ở đó mời hai mẹ con mở thêm tiệm nữa, họ đi đâu người ta cũng nhìn họ như thánh sống tới hay sau đó, nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ. Đây chính là lực lượng của thái độ khẳng định, hiểu không? Hãy ráng đạt thái độ đó. Có lẽ quý vị cố làm nhiều quá, trải khăn bàn sang trọng, chi tiêu đủ thứ để làm mọi thứ trong lộng lẫy. Không cần vậy, quý vị phải đơn giản hơn. Làm đơn giản trước đã. Đơn giản và dễ dàng cho chính mình và người khác thì dù không có nhiều khách, cũng không phải dẹp tiệm. Dùng lý lẽ thông thường, chứ đừng dựa vào lực lượng sư phụ và đồng tu thôi. Nếu nhà ở gần chắc tôi cũng đến ăn thường xuyên, nhưng thường thường không đi được vì xa quá. Hơn nữa, tôi cũng không ra ngoài nhiều. Tôi ráng thiền thêm ở nhà, biết không? Vì nếu ra ngoài, tôi sẽ mất nhiều thời giờ hơn, rồi lại thu thêm nghiệp chướng, rồi về nhà phải rửa nghiệp lâu hơn chút nữa. Bằng không, mình mở quán thuần chay là để giới thiệu lối sống thuần chay cho người ngoài. Không biết đến ăn thuần chay để họ thay đổi lối sống. Họ giúp chính họ, giúp địa cầu, giúp thế giới. Đó mới là thái độ đúng đắn, hiểu không? Dạ. Chỉ nhắc nhở thôi. Phải nấu cho ngon. Dạ. Đừng có niệm hồng danh. Cầu sư phụ thôi rồi đưa cho họ nước lã. Tôi đã bảo là ngon mà, cứ tin đi. Rồi nó sẽ ngon. Không, không ngon. Ngay cả tôi cũng không ăn thức ăn dở đâu nhé. Tôi dễ, nhưng không có nghĩa là tùy tiện, hiểu không? Tôi ăn dễ, ăn đơn giản, không có nghĩa là ăn đồ dở. Sống giản dị, không có nghĩa là bẩn, bừa bãi. Đơn giản không có nghĩa là bẩn, bừa bộn, hiểu không? Nếu đến hang động tôi, quý vị sẽ thấy đẹp lắm. Rất ngăn nắp, đủ y tất cả những gì tôi cần. Vậy thôi, không hơn, không kém. Tất cả đều ngăn nắp. Hang động thấy có vẻ như rất rộng. Tôi cảm thấy rộng rãi. Trong cái hang mỗi bề 2 mét,
hay trong nhà gỗ hơn là trong căn nhà lớn, vì cảm thấy mọi thứ đều ở trong tầm tay mình và không nhiều thứ quá. Có nhà lớn thì quý vị bắt đầu chất chứa đồ đạc, cảm thấy áp lực, không biết làm gì với mấy thứ này. Có phải cũng vì sư phụ sống một mình không? Vì ở trong hang động sư phụ tự lo lấy một mình. À phải phải, đúng vậy. Sư phụ thấy an toàn trong chỗ riêng của mình, không bị ai xâm phạm. Đúng đúng vậy, chắc chắn vậy. Ở trong đó tôi cảm thấy rất an toàn, rộng thênh thang. Còn ở đây nhà rộng thế này mà cảm thấy như trong quan tài. Tôi có nói rồi, tôi chạy từ phòng này sang phòng khác như bị ma đuổi vậy. Ôi, làm như nghẹt thở. Mà đây không phải là lần đầu tiên ở đây trong nhà này. Kể từ khi tôi đến lần này, chuyện đó đã xảy ra 3 lần. Nhưng lần cuối cùng là tệ nhất, không làm sao kiềm chế được. 2 lần trước tôi còn kiềm chế được, chịu đựng được. Rồi một lần nữa ở London. Ôi, nhiều lần khác nữa. Đôi khi như thế đó, người ta chỉ cầu xin vớ vẩn rồi tôi cảm thấy ngợp. Xin lỗi sư phụ, không sao cưng. Thưa, khi nào mình cảm thấy bồn chồn? Có phải vì có người nghĩ tới mình không? Phải, đúng vậy, đúng vậy. Đôi khi là vậy. Có thể như vậy. Ngoài ra, có thể là do ăn thứ gì có quá nhiều thành phần kích thích trong đó. Như cà phê chẳng hạn, uống nhiều cà phê, nhiều trà quá, đó là chuyện khác. Nhưng chuyện này khác, hiểu không? Cảm thấy ngộp thở, không phải bồn chồn thôi mà cảm thấy bị bao vây, hiểu không? Cảm giác này khác, không thể ăn, không thể ngủ, không thể làm việc, không làm được gì cả. Đó là cảm giác bồn chồn, cái đó khác, tôi cũng bị như thế. Nhưng cảm giác đó không dễ sợ như ngộp thở trong quan tài. Ôi, khủng khiếp lắm, tôi không muốn nghĩ đến nữa, trời ơi. Lần rồi, trước lần này, tôi có cảm giác đó, phải chạy ra khỏi nhà. Phải ra ở khách sạn. Họ nói với tôi, ra ở khách sạn có lẽ rộng hơn, sư phụ sẽ thích hơn. Cũng không đỡ hơn chút nào, nhưng ít ra khách sạn nằm ngay trước biển nên cũng đỡ. Giống như ở London, khi có cảm giác đó, tôi phải chạy. Ôi, tôi chạy khắp thành phố, nhưng không tìm được nơi nào cảm thấy rộng. Cuối cùng, họ nói, sư phụ hãy ra bờ sông. Mà trời hôm đó rất lạnh, tôi phải chạy ra bờ sông, lạnh quá chừng, mùa đông. Hít vào cũng thấy đau phổi. Nhưng cũng phải ra, chạy dọc theo bờ sông. Sau một hồi thấy đỡ nhưng vẫn cần phải rời khỏi Anh Quốc, cảm giác là như vậy. Tôi phải chạy. Trời ơi, chúng tôi phải chạy ra phi trường để bắt chuyến bay cuối. Chúng tôi đã đặt vé rồi cho nên không sao, nhưng đông xe quá. Tôi cũng bị ngợp trong taxi. Rốt cuộc cũng không bắt kịp chuyến bay đó vì xe taxi. Tại chúng tôi vội vã mua vé vào giờ phút cuối. Đắt tiền lắm mà vẫn không lên được chuyến bay đó. Ôi, lần đó khủng khiếp quá. Nói quý vị hay, đừng bao giờ mơ ước làm anh sư nhé. Thật đó, không may mắn đâu. Thôi, nói vậy đủ rồi. Quý vị sẽ không làm anh sư đâu. Có tôi ở đây rồi, khỏi cần. Cho nên cứ vui hưởng đi. Dạ, tin vui từ chuyện ăn chay, tin vui khắp nơi. Dạ. Hòa đàm khắp nơi, phải không? Và nhiều quốc gia không còn chiến tranh. Rất ít, đây đó vài nơi thôi. Thưa sư phụ, thật là trấn an khi Ngài nói với chúng con về Bắc Hàn và Nam Hàn trong kỳ nói chuyện lần trước với truyền hình Vô Thượng Sư. Thấy rất là an tâm. Cảm ơn sư phụ. Sự thật mà, phải không? Dạ, nhưng rất là an tâm khi sư phụ nói về tình hình đó. Bởi vì ngay lúc đó, con nhớ là chính con cũng cảm thấy rất lo lắng vì các nguồn tin lúc bấy giờ. Buổi nói chuyện của sư phụ được phát hình rất đúng lúc. Những lời sư phụ nói để an ủi chúng con và thế giới thật sự trấn an vô cùng. Thời điểm khẩn cấp mà, xin cảm ơn sư phụ, không có chi. Tôi biết lúc đó quý vị đang hoảng sợ, nhất là dân Nam Hàn và Bắc Hàn, bởi vậy tôi mới ra nói chuyện với truyền hình Vô Thượng Sư, hiểu không? Không phải là thời điểm đúng lúc mà tôi chọn thời điểm đó. Tôi biết đó là lúc phải nói về việc này, để trấn an người ta đôi chút. Vì tôi biết mọi chuyện sẽ không sao. Tôi có thể thấy rõ hơn những người trong cuộc một chút. Dạ, khi ở trong cuộc thì người ta không thấy rõ lắm, thế thôi, hiểu không? Người thứ ba nhìn thấy rõ hơn. Hai người kia trong cuộc. Quý vị vui hả? Con rất vui, sư phụ. Tôi biết.
Lúc đó bản thân con cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vậy hả? Tại sao? Cô đâu phải người Bắc Hàn hay Nam Hàn. Nhưng vì công việc mà con xem tin tức hàng ngày nên con thật sự cảm thấy điều đó, thưa sư phụ. À, tôi biết, thật sự đáng sợ. Ai cũng căng thẳng hả? Dạ, vì việc này liên quan đến nhiều quốc gia, lý do là vậy. Dạ, đúng vậy. Nếu xảy ra, nó thật sự sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Phải, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Vì Mỹ sẽ nhảy vào, dạ. Châu Âu sẽ nhảy vào và các nước khác như Trung Hoa nữa. Ôi, tất cả các đại cường quốc, phải không? Dạ, không phải chuyện đùa mà rất nghiêm trọng. Nếu xảy ra, mọi người, mọi quốc gia sẽ can thiệp. Cô cũng sợ hả? Cho nước Iran, tôi biết. Cứ bàn tán mãi, làm người ta căng thẳng. Tôi biết, tôi biết, tôi biết. Nhưng bây giờ đỡ rồi. Cảm ơn sư phụ. Sự việc sẽ luôn tốt hơn, hiểu không? Dạ, nhờ ân điển của sư phụ. Đừng lo. Đôi khi họ chỉ làm chuyện bé xé ra to thôi. Rồi là mọi người căng thẳng. Người này hoảng sợ hơn người kia. Rồi tình hình có thể trở nên hỗn loạn. Dạ đúng. Nhưng khi con nghe sư phụ nói, con hết lo ngay, hết liền. À, tôi hy vọng giúp được một số người, ít ra cũng giúp đồng tu. Dạ. Cho đệ tử Nam Hàn và người dân Bắc Hàn. Tôi quên chuyện đó rồi, nhưng giờ cô nhắc lại. Quý vị vui, tôi cũng mừng. Mình không thiền, nhưng nói chuyện trong bóng tối cũng thoải mái nhỉ? Dạ, giống như ngủ lại nhà bạn. Ngủ ngon nhé. Thưa sư phụ, nói đi, con cảm thấy rất khó tu, nhưng ở đây, mỗi lần đến đây bế quan, con luôn gặt hái được nhiều hơn. Tu hành tiến bộ và khai sáng thêm nhiều. Con xin hỏi là lần này con có được ở lại lâu hơn chút không? Được, được chứ. Ai cũng có thể ở lâu hơn vậy à? Bởi vì con, nếu chúng ta còn chỗ và không bất tiện cho quý vị, do nhà tắm đông người này kia. Dạ không, con không thấy bất tiện chút nào hết. Vậy cứ ở, ở lại đi, ai nói gì đâu. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tất cả quý vị đều có thể ở đây hoài, tôi không màng. Có lẽ chúng con cũng đỡ hôi hơn do hành tỏi trong thức ăn. À, ở đây họ nấu hành tỏi hả? Con nghĩ thỉnh thoảng có. À, cho nó ngon hả? Ồ, không tỏi, không hành nghe. Bảo ban nhà bếp không được nấu mấy thứ cấm kỵ, bởi vậy Đức Phật mới ra giới luật này. Ban nhà bếp đâu? Không nấu hành, nấu tỏi nữa. Ghi ra trên bếp, trên tủ lạnh, trên xe quý vị đi chợ. Đừng mua hành tỏi nữa nhé. Dạ. Nhân tiện, hôm nay tôi bảo văn phòng nói với đầu bếp người Âu Lạc Việt Nam, đừng nấu món đặc biệt cho tôi nữa. Ban đầu tôi để họ nấu vì nhiều lần đã bảo rõ ràng là tôi ăn giống như mọi người ở đây. Nhưng dần dần họ lại lén nấu mấy món đặc biệt ngon của Âu Lạc Việt Nam. Tôi thật sự không cần mấy thứ đó, hiểu không? Tôi trả tiền giống như mọi người, sao lại ăn đặc biệt? Tôi không cần đặc biệt. Bởi vậy tôi bảo họ đừng nấu nữa. Từ giờ trở đi có lẽ tôi sẽ lẻn vô nhà bếp lấy thức ăn mà mọi người dùng. Ăn uống chỉ là để thỏa mãn cái miệng, làm nó bận rộn một chút. Cảm thấy như mình có cái gì đó. Đâu cần kén chọn quá, hiểu không? Thế này, nếu tất cả quý vị đồng ý, thì mình nấu mì hai ba nồi như thế. Vậy nhé. Dạ. Ban nhà bếp có nghe không? Dạ nghe. Kể từ ngày mai, chỉ cần mua một cái nồi lớn hơn rồi nấu một nồi lớn mì hay cháo. Bất cứ gì, mỗi ngày nhé, được không? Dạ. Rồi cho rau vào nấu thôi. Cho rau vào sau cùng để rau vẫn còn tươi sống. Còn gạo và mì thì phải nấu trước cho mềm. Quý vị cắt rau nhỏ hơn, cỡ gần bằng ngón tay tôi. Cho vô nồi vào phút cuối, rồi trộn chung với súp nóng. Thế thôi. Xong rồi tắt bếp, vậy nhé. Để rau vẫn còn tươi sống. Mỗi ngày như vậy, nếu họ không thích, thì có thể khăn gói ra về. Không ý nói là họ đi chỗ khác. Tôi nghĩ nấu đơn giản vậy. Vì có lẽ họ chỉ ở đây 7 hay 10 ngày thôi mà. Ăn ít thì dễ tiêu hóa hơn. Và ngồi thiền tốt hơn. Dạ, nói đi. Thưa sư phụ, nữ giới thì được, nhưng nam giới không được. Tại sao nam giới không được? Họ làm gì? Ngồi cả ngày thôi mà. Nam giới rất quan tâm đến bào tử của họ. Không đâu, khi họ đến đây thì không.
Không đâu, nam giới cũng quan tâm đến ngoại hình của họ. Họ không muốn giống như trái lê. Họ muốn thon, khỏe, đẹp. Dù sao, ngồi thiền cũng không thấy đói lắm. Dạ, hiểu không? Nếu chỉ ăn những món như súp, thì sẽ tiêu hóa tốt hơn. Không thấy nặng bụng, hiểu không? Có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Tập trung tốt hơn. Quý vị nam nghĩ sao? Được không? Dạ được, được, không có vấn đề gì. Để kể quý vị nghe ở Miêu Lý, không phải Miêu Lý của mình. Gần đó cũng có tỉnh gọi là Miêu Lý. Trước đây có một vị ni sư không ăn gì hết, tôi đã kể rồi đúng không? Bà tên là Phúc Huệ, ni sư Phúc Huệ. Bà ở Miêu Lý, trong ngôi chùa trên ngọn đồi gần đó. Gần mình, nhưng không phải chỗ của mình. Rồi mỗi Chủ nhật, hàng trăm người đến sùng bái bà, rồi lấy nước gia trì mang về nhà. Bà chỉ uống nước gia trì đó thôi. Nước gia trì có nghĩa là có một thùng nước lớn, nước vòi thường thôi. Và các vị ni sư niệm chú đặc biệt của Phật. Chỉ thế thôi. Rồi họ đem nước đó về nhà uống. Sư cô cũng chỉ uống nước đó thôi, không ăn gì hết. Trước đó bà có ăn, nhưng sau một thời gian bà dần dần ăn ít lại, rồi ăn trái cây và cuối cùng không ăn gì nữa. Mỗi khi từng nhóm người đến, ví dụ một xe buýt đến, thì họ cũng nấu một nồi mì để bên ngoài cho khách ăn. Khi nào ăn xong, họ mang ra nồi khác. Vậy thôi. Mì chỉ nấu với muối và rau dại họ hái trên núi. Vậy đó. Thiện nam tín nữ đều ăn như vậy. Không phải họ chỉ ăn rồi ngồi giống như quý vị. Họ leo núi nữa. Xe buýt họ đậu xa lắm. Có lẽ cách chùa 1, 2 hay 3 cây số. Họ đi bộ lên tận trên núi để sùng bái vị nữ nhân này, để tỏ lòng tôn kính. Họ bước một bước lại một bước, bước ba bước lại ba lần, lại sát đất, đi một bước phủ phục một lần, đi ba bước phủ phục ba lần. Điều này rất thông thường trong lối tu của Phật tử, giống như người Tây Tạng. Khi đi hành hương, họ cũng làm vậy. Họ vừa đi bộ, vừa phủ phục. Suốt đoạn đường lên núi như vậy đó, phải mất cả ngày hay lâu hơn, mới lên tới đỉnh đồi nơi ni sư sống. Bởi vì họ vô cùng kính trọng bà vì bà không ăn. Họ nghĩ bà là thánh, và bà thật sự là thánh. Làm suốt như vậy, lên tuốt trên núi, mà ăn có một bát mì nước. Còn quý vị ngồi bàn tọa ở đây còn than phiền, nam giới nào? Tôi đâu thấy ai là nam quanh đây, chỉ thấy người với người thôi. Đủ rồi, đừng lo cho mấy người nam, họ không sao đâu. 7 ngày họ không chết đâu. Nhưng nếu không chịu thì quý vị chia thành hai nhóm xem sao. Nhóm muốn ăn sang và nhóm ăn mì, chịu không? Muốn vậy không? Dạ không. Vậy hả? Dạ không. Thích ăn nhiều món hay súp mì thôi? Cô này nói dạ. Nghĩa là cô thích vậy hả? Dạ, ăn sống. Ồ, vậy được. Con ăn rất nhiều rau trộn. Được, tốt. Thì họ sẽ làm vậy. Vậy nhé. Rau trộn và súp mì thôi nhé. Dạ, đơn giản nha. Nhưng trong nồi mì có chất đạm và rau củ. Không phải chỉ có gạo thôi. Nhà bếp. Dạ. Đừng nói sư phụ nói thế này thế kia. Không phải vậy. Đừng cố hiểu lầm. Ăn súp với chất đạm cắt nhỏ ra, hiểu không? Cắt nhỏ chất đạm và rau củ cho tất cả vào nồi. Giống như súp rau La Hán, biết không? Như súp rau kiểu Ý đó. Súp rau củ với chất đạm và gạo. Đừng nấu đặc quá, nó thành như ăn gian, giống như cơm trộn với đạm và mì, giống như món xào. Không phải kiểu đó, phải lẫm như canh nhé. Quý vị có thể hấp như vậy đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Thỉnh thoảng nấu mì, thỉnh thoảng nấu cơm, thỉnh thoảng nấu súp nuôi. Ăn hơi lẫm, nó dễ tiêu hơn. Rồi ngồi thiền sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và có lẽ khi đi vệ sinh hay là đổ mồ hôi thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cho cơ thể được nghỉ ngơi 7 ngày. Hoặc 10 ngày, 10 tháng, bao lâu cũng được. Khi quý vị ở đây, nếu quý vị than phiền thì có thể sống bằng không khí.
Ở đây cũng cho phép luôn. Tự do dân chủ mà. Nếu vẫn còn than phiền nữa thì ra lên bên hết ăn rồi trả tiền. Mình làm vậy được không? Dạ được. Được. Nếu không thích thì tự mang thức ăn. Bánh mì kẹp. Dễ mà. Được, từ giờ trở đi mình làm cho dễ nhé. Dạ, để ban nhà bếp cũng được nghỉ ngơi. Ngồi thiền, biết không? Dạ. Lần nào bế quan nhà bếp cũng làm suốt ngày, chỉ ban đêm có thể nếu tôi ở đây, họ mới có thời giờ gặp tôi chút đỉnh. Nếu không, đôi khi tôi phải vào nhà bếp gặp họ. Đó không phải là mục đích của bế quan. Hãy làm đơn giản hơn, chịu không? Dạ chịu. Được rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Mà cũng đừng cho nhiều gia vị quá nhé. Ở nhà quý vị biết tôi nấu súp thế nào không? Để nói quý vị biết, cơm hoặc cơm nguội để sẵn trong tủ lạnh. Khi nấu nhiều cơm, tôi cất trong tủ lạnh hoặc trong ngăn đá, rồi lấy ra một phần cho vào thật nhiều nước. Rồi nấu với rau nào mà tôi có, như cải thảo, hoặc salad romaine, hoặc dưa leo, và hoặc vài quả cà chua. Chỉ nấu có vậy. Đôi khi nếu có ngò thì tôi thêm vào, nếu không có cũng được. Cho vài thứ đó vào hoặc cho tất cả vào súp, rồi nêm chút muối. Nếu chưa ngon, tôi cho thêm bột nêm rau củ, thỏi gia vị rau củ, nước luộc rau củ hoặc bột nêm nấm của Levin hết. Thế thôi. Tôi nấu súp như vậy đó. Nhưng hành không là mình hôi, mà là tỏi, đúng không? Dạ đúng. Nếu nấu chín thì hành không là mình hôi, nên mùa đông quý vị có thể bỏ hành vào súp, vì hành cũng ngăn ngừa cảm lạnh, hiểu không? Nhưng đừng bao giờ dùng tỏi khi có đông đồng tu vì sẽ không chịu nổi. Khi ngồi cạnh nhau như thế. Không dùng tỏi nhé. Dạ. Nếu muốn thì dùng hành thôi. Mùa hè có lẽ không cần hành. Có điều nhiều khi hành làm nước súp ngọt hơn. Nếu muốn, quý vị có thể cắt nhỏ táo bỏ vào súp cho nước ngọt thêm. Táo cắt nhỏ, lê cắt nhỏ. Cảm ơn quý vị đã rất thương yêu và quan tâm tới tôi, nhưng tôi không ăn xoài vì xoài có cuốn. Tôi không ăn dứa vì họ cắt dứa nguyên đầu. Ngay cả đu đủ này kia tôi cũng không ăn. Nên đừng bao giờ mang cho tôi mấy trái cây đó nữa nhé. Vì nếu quý vị mang tới tôi cũng thấy thèm, không ăn thì nhẫn tâm với tôi lắm. Thứ nhất, tàn nhẫn với cây dứa lắm, vì họ cắt trái rồi quý vị mua, rồi phải cắt nữa. Thứ nhì, tàn nhẫn cho tôi lắm vì thèm mà không ăn. Bị cám dỗ. Ở nhà thì dễ, tôi có trái cây. Chỉ ăn mấy quả như dưa, đủ loại dưa khác nhau, và táo không có cuốn, chỉ vậy thôi. Ngay cả nho tôi cũng không ăn nữa, không ăn các loại trái khác, thật sự không thèm ăn. Mấy trái như mơ này kia, mấy trái này không có cuốn, như mận này kia, nhưng tôi cũng không thích lắm. Chỉ ăn táo và dưa thôi, vì nhiêu đó đủ cho tôi rồi. Đến ăn thì cũng phải có thời giờ để đến ăn. Đôi khi họ để dưa ở đó mấy tuần mà tôi không ăn. Không nghĩ tới việc bổ dưa ra ăn. Nếu bổ rồi, cắt thành từng miếng thì tôi ăn lẹ lắm. Nhưng nếu đi bổ dưa thì đôi khi tôi cũng quên, không nghĩ tới chuyện đó. Vậy mà tôi vẫn sống, cho nên không cần nấu nhiều thức ăn cho tôi. Quý vị ăn gì tôi ăn nấy, nấu đơn giản, vệ sinh và ngon miệng. Không tỏi. Cảm ơn. Thế là xong chuyện thức ăn nữa. Nấu đơn giản và đừng quên món rau trộn sống. Rau trộn sống trước hết phải rửa. Tôi nhắc lại lần nữa, đầu tiên rửa rau bằng nước vài lần cho đến khi sạch sẽ đất cát, hóa chất có thể ra, sau đó ngâm nước muối từ 3 đến 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Hiểu không? Dạ. Cho hóa chất ra hết nhé. Đất cát, bất cứ gì trong đó. Trái cây cũng vậy, nhưng trái cây thì không khó. Vì ít ra mình cũng gọt vỏ. Quý vị gọt bỏ vỏ, hiểu không? Dạ. Nhưng rau như salad thì không thể gọt, nên phải rửa thật sạch. Rửa nhiều lần bằng nước sạch để mọi người không bị vấn đề. Nếu quý vị ăn sống thì phải thật cẩn thận nhé. Với muối, sư phụ nói muối, nước muối. Muối rất hữu ích, thậm chí có thể tẩy từ trường phủ định nữa, không những tẩy hóa chất, bụi bặm, vi trùng mà còn tẩy từ trường phủ định. Tất cả trái cây, rau củ cần phải ngâm nước muối khoảng từ 3 đến 5 phút, nhưng trước hết phải rửa hết bụi đất bằng nước sạch khoảng 1-2 lần, rồi mới ngâm nước muối, rồi rửa nước sạch một lần nữa.
Rồi, chúng con vẫn gọt vỏ đúng không ạ? Nếu muốn thì vẫn gọt vỏ, không gọt thì quý vị ăn luôn cả vỏ dứa cũng được. Tôi có nói gì đâu. Có một sư huynh đã ăn vậy rồi. Thật ạ? Đúng vậy. Cách đây lâu lắm rồi, có lẽ 30 năm trước. Khi tôi ở Costa Rica, có một người Costa Rica, quà gia trì từ sư phụ ra tới phi trường bị cảnh sát chặn lại, nói rằng không được. Ông phải vứt cái này đi. Ông nói không, không được. Rồi ông ăn hết nguyên trái dứa trước mặt cảnh sát. Cái này là quà gia trì, tôi không thể vứt đi. Thế là ông vứt hết vào dạ dày cả vỏ luôn. Cảnh sát tròn xoe mắt nhìn, không biết nói gì hơn. Lần đầu tiên họ thấy như vậy. Thiệt dễ thương. Ôi quý vị dễ thương quá chừng. Dễ thương hết chỗ nói. Trời ơi, làm ơn đừng ăn vỏ dứa nhé. Dù có được gia trì đi nữa, tội nghiệp trái dứa. Nhà bếp hiểu chưa? Dạ hiểu. Xin chuyển thông điệp đến nhóm nhà bếp kế tiếp, để họ cũng làm như vậy. Và người Hoa, sau này xin thông dịch cho thực khách của quý vị ngắn gọn điểm chính mà hôm nay tôi đã dặn nhé. Thôi bây giờ chúng ta phải thật sự nhắm mắt, ngậm miệng, tọa thiền. Nhưng nãy giờ thoải mái hả? Dạ, chúng ta vui với nhau. Làm thế này thì thân mật tự nhiên hơn. Chứ không phải là tôi không đẹp gì. Được rồi, quý vị muốn bật đèn lên dòm tôi một chút rồi đi thiền nhé. Bật đèn ở chỗ đó, ngay đó, ở góc đó. Đẹp không? Trông đẹp chứ hả? Đẹp quá. Em vừa bước dưới ánh đèn, tôi liền thấy em một nữ nhân xuất chúng, xinh đẹp, thanh nhã. Em không muốn biết tôi đang nghĩ gì chăng? Trong đầu quý vị đang nghĩ gì? Cái gì? Ok, dòm đi. Đẹp hả? Má đây. Thấy tôi hết cả chứ? Dạ thấy. Được rồi ha. Rồi, thiền nha. Bây giờ quý vị thiền nha. Đẹp hả? Giống như hôm qua. Tốt, đủ rồi. Sư phụ trông đẹp quá. Dĩ nhiên rồi. Nếu không đẹp, quý vị nghĩ tôi để quý vị bật đèn sao? Hôm nay tôi chuẩn bị cho bất kỳ ngạc nhiên nào, thấy chưa? Tôi không mang dép, không mặc quần lấm bùn đến đây. Chỉ phòng hờ. Thôi nhé. Cảm ơn sư phụ. Không có chi.